Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khu dân cư thôn Nghĩa Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân khu dân cư. Dự ngày hội có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Hồng Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Khu dân cư thôn Nghĩa Chế có 485 hộ với trên 800 nhân khẩu. Những năm qua, thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đức tính cần cù sáng tạo, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đến nay 100% các tuyến đường trục chính của thôn được nâng cấp, mở rộng và trải nhựa áp phan, các tuyến ngõ xóm đều được bê tông hóa, các công trình phúc lợi như nhà văn hóa, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất, khu sinh hoạt văn hóa tâm linh được cải tạo, nâng cấp và làm mới, cảnh quan môi trường khu dân cư được cải thiện theo phương châm xanh, sạch, đẹp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt gần 70 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, thôn được công nhận đạt khu dân cư kiểu mẫu. Quê hương chúng tôi đổi mới rất nhiều, đời sống của dân thì mỗi ngày nâng cao. Tất cả là các thanh niên đều vào trong các doanh nghiệp, nhà máy làm hết. Người dân rất vui và rất hào hứng ạ. Chúng tôi vô cùng phấn khởi, không thể tưởng tượng nổi. Kể cả đường, điện, trường, trạm, rồi sân vận động, quần thể di tích rất là khang trang. Chúng tôi sẽ giáo dục cho thế hệ trẻ là trẻ đi học giỏi, tiến bộ, đi tham gia công tác nhà nước thì đạt nhiều cái thành tích tốt đẹp và hướng về cội nguồn, hướng về quê hương. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ tặng hoa, quà và phát biểu chia vui, chúc mừng khu dân cư Nghĩa Chế. Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nền tảng sức mạnh bách chiến bách thắng của quân đội ta và nhân dân. Ngày hội sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ mỗi thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư. Thì trước hết xin khu dân cư Nghĩa Chế vinh dự là một trong 11 khu dân cư tiêu biểu trong toàn tỉnh, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen, là khu dân cư đầu tiên trong xã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương của tỉnh và của huyện, xin được nhiệt liệt ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân khu dân cư thôn Nghĩa Chế đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, tôi rất mong cấp ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hoạt động công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, coi trọng việc nhân rộng cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, phê phán những việc làm chưa tốt, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới ở cộng đồng dân cư, phát huy tinh thần đoàn kết của khu dân cư trong giữ gìn thuần phong mỹ tục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cư dân, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng hai nhà đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng cho hai gia đình khó khăn, tặng quà cho 15 gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư Nghĩa Chế.